Dạ vâng, em chào tất cả quý anh chị và các bạn đang xem và đang theo dõi clip em quay xe lướt nha. Thì hôm nay em về được một con xe này, nói chung là thật sự là rất ít đúng không chị, ít bán nha. Trước giờ em quen bán được vài con thôi. Dòng này giá rất tốt nha quý vị nhá, giá rất tốt luôn. Dòng Nissan Navara này quý vị, con này số tự động nha quý vị, máy xăng nha, động cơ 2.5. Giá xe thì nó chỉ bằng con mua cũ thôi nha, mua cũ của con Xpander đời 2022 hoặc là bản premium nhé, hoặc là bằng con Veloz, hay là bằng một con Stargazer này kia thôi nha quý vị, giá lên quanh 600 mấy thôi mà đi được gầm cao nha quý vị, cách âm rất tốt nha. Công nghệ đồ chơi này kia cũng không có thiếu đâu quý chị. Và đặc biệt một cái là con này chủ xe giữ xe rất kỹ quá chị, sơn hầu như là zin 2019 nha, con này là 2019 nha quý chị nhé. Mà em không tin được là chủ xe họ giữ được cái nước sơn zin mà gần như là 100% luôn quý chị, gần như là 100% luôn. Nó chỉ có một xíu đây thôi nè. Đây, đây quý chị, không bị một xíu đây nha, móp nhẹ đây nè. Là chỗ này bây giờ cho sơn dặm lại, spa lại. Và có những chỗ mà điểm nó đá nó văng lên đó quý chị. Đây nè, đá nó văng nhỏ đây nè. Thực sự là rất uổng luôn nha quý chị nhé, rất uổng luôn là nó bị như đó thôi. Ở đây nó hơi ồn, ở đây hơi ồn một tí. Thì em xin phép đánh ra một xíu để quay quý chị nha. Ở đây ngay đường sân bay luôn, máy bay bay qua nãy giờ mấy lần rồi. Ồn quá. Sẵn tiền em quay cho quý chị xem cái độ cách âm của xe và độ đầm của xe như thế nào nha quý chị nhé. Giá thành 600 mấy thôi mà cạnh tranh với lại Toyota Fortuner nè quý chị, rồi Everest nè, Pajero nè, rồi có một dòng cũng giá cũng mềm mềm nữa, giống như là giống y như gần giống như con này là Mavic với lại chai Blazer quý chị. Đánh ra đây đi, quay cho nó yên tĩnh một tí nha quý chị nhé, phải lại sẵn test xe cho quý chị nghe luôn đó. Con này nó cảm giác là động cơ nó vào cái khoang lái, nó cái tiếng động cơ á quý vị, nó vào khoang lái nó hơi nhiều một tí thôi. Chứ còn cách âm môi trường rất tốt quý vị. Cái độ đầm khi đánh lái nè, rồi ga nó cũng nhạy nữa, ga nó cũng không có chờ nhiều quý vị. Đấy, đạp lại lên thôi. Cách âm rất tốt quý vị ạ. Chủ lên cam cặp lề, rồi lên màn hình, rồi lên đủ thứ hết, màn hình, rồi phim cách nhiệt 3M đó quý anh chị. Phim cách nhiệt 3M. Rồi cam cái gì ta? Để nhớ quên kêu. Xe có gương chống chói tự động auto nè quý anh chị. Đấy. Và em xin phép đánh ra đây rồi quay tiếp cho quý anh chị nhé. Âm rất tốt quý anh chị. Đi cũng sướng nữa. Giá có 665 triệu thôi quý chị nhé, vẫn hỗ trợ vay ngân hàng. Sao bên đây đông người quá, ở đâu cũng có thấy người hết quý chị. Quý chị đợi em tí nha, em kiếm chỗ nào vắng em quay cho quý chị xem. Làm rất tốt quý anh chị, ga đạp cũng rất là vọt luôn nhé. Giá 600 mấy thôi, thực sự là rất xứng đáng với đồng tiền quý anh chị. Rất xứng đáng với đồng tiền bỏ ra quý anh chị, mà có thể mua mà bỏ ra 660 vô rồi quý anh chị mua bản Xpander Premium đời 22 đi. Tuy là xe mới hơn, đời cao hơn. Chạy không bao giờ sướng bằng con này quý anh chị, hoặc là bằng con Stargazer chẳng hạn. Tuy là mẫu mới, đời mới này kia nhưng chạy sao mà sướng bằng con này được. Ăn xăng thì chắc chắn rồi, con này sẽ ăn xăng hơn nha quý chị nhé, động cơ 2.5. Nhưng mà đi gia đình quý chị đi gia đình này mấy khi mình đi đâu. Như con này 2019 tới giờ chỉ đi có 5 vạn thôi, 55.000 km thôi. Đấy. Thì đâu có nhiều dữ liệu đâu quý chị ạ. Rất vọt nha, đi động đây, em đạp thẳng này chứ mới đi là 80 nha quý chị, đạp phát lên 80 mà giác nó không có chồng chành mà không có lắc ngang này kia quý vị, đi sướng.
bị chói một tí. Nước sơn này nước sơn zin nha quý chị nha, màu sơn này màu sơn zin chứ không phải đổi màu sơn đâu nha quý chị nha. Review xe nha quý vị nha. Em thì không phải là review xe có những cái gì, em quen thì chỉ quay bán để chào bán với quý chị những cái sản phẩm tốt nhất để mà đến tay quý chị thôi. Dạ. Chị phép tắt máy nha quý chị nha. À. Ok. Thì xe hiện tại là mới về nhưng mà chỉ có vài điểm xước nhỏ là lúc đầu em có quay cho quý chị thôi. Đá nó văng lên này kia với lại một cái điểm đó em nghĩ chắc khả năng là đây là bị quẹt vào quý chị, quẹt vào đây nhỏ xíu thôi quý vị, không có gì là gọi là ảnh hưởng đến chất lượng xe đâu nha quý chị nha. Mà cái chất lượng xe con này quá mới đi quý chị, 2019 mà quý chị xem nè, những cặp mâm nè nó không có bị xước nào chỗ nào hết nha quý chị nha, rất đẹp luôn. Màu này đi rất sạch nha quý chị, màu này đi là rất là sạch nhé. Màu này đi quý chị không sợ bị dơ này kia đâu. Giá thì em quay đây chào giá bán là 665 triệu nha quý chị. Công nghệ xe nè. Đó, đèn xe thì cho hệ thống đèn chiếu sáng là LED hết nha quý chị. Bi gầm nè, cốt pha nè quý chị, đèn LED định vị ban ngày nè. Con này thiếu cam 360, về quý chị muốn đổi thêm cam 360 thì có thể đổi nhé. Màn hình có sẵn hết rồi. Đây quý chị, nội thất bên trong nè. Nội thất ghế da nha quý chị nha. Ghế da này kiều rất mới quá, mới lắm quý vị. Đây nè, vô lăng nè quý vị xem nè. Đẹp chưa? 2019 TSD nha. Những xe 2019 mà đi ít á, nhưng mà chủ bị mồ hôi tay thứ nhất là thứ hai là ví dụ như hai cầm vào đây nè quý vị đánh vô lăng á nó sẽ bị bóng hoặc là bị sờ chỗ này nha quý vị nha. Nhưng con này chủ đi rất kỹ nha, họ nắm chỉ nắm trên này thôi. Đó, vô lăng nó sẽ rất là đẹp, hoặc là nắm nó đều tay quý vị. Đó, cửa số nữa nè, quý vị xem nè, dơ nha. Đây. Để em chùi ra. Đây. Đó, cửa số bị dơ nha, còn nếu quý chị xem là sần sùi giá cốc này. Đó, đẹp quý chị nhá. Mà hình Android này chủ độ lên nha quý chị. Đây, em nổ máy lên cho quý chị xem. Đó, mà hình Android nè, cam hành trình này được chủ độ lên nè. Gương chống chói tự động này zin theo xe nha quý chị nha. Màn hình rất nhạy nha, màn hình này có kết nối wifi rồi có 3G này kia luôn nha quý chị nha, có 3G luôn. Về phần phanh tay á, thì con này là xài phanh cơ nha quý chị, không được phanh điện tử. Rồi nè, cốp thì cốp điện nha quý chị, cốp điện. Đây, bấm đây thì cốp sẽ lên, lát em quay sau ha. Cái hàng ghế thứ hai, đây em quay xong rồi lát nữa em quay cái nút 3G bấm gập cho quý chị xem. Đây hàng ghế thứ hai cực kỳ đẹp nha quý vị, cái thảm lót chân lấy ra rồi chứ không là không có bị dơi đâu, đang lấy ra tính hút bụi quý vị, tại em về tối hôm qua anh trai này anh mua thì là anh đổi lên từ đổi xuống nha từ con này đổi xuống Camry lên tiền nhưng mà lại xuống gầm thấp quý vị đổi qua Camry 2.0G 2020 màu đen nha. Bữa em quan có quay 795 triệu anh chị. À, anh trai đổi qua bù thêm 200 triệu. À, 200 chưa tới 200 triệu ha. Rồi đây. Hàng ghế thứ hai đây đang đứng nha quý chị nha. Ở đây nó có hai nút bấm nè. Quý chị chỉ cần kéo. Đó, ghế tự động gập cho quý chị. Mình tài xế không cần phải xuống hay là người lái xe không cần phải xuống để mà chỉnh ghế cho người leo lên nha quý chị nha. Gặp một phát là leo lên thoải mái luôn quý vị. Đây nè, xem nè. Đây nhé. Đó, chỉ cần bấm một phát thôi là lên thoải mái luôn quý vị, leo lên thoải mái luôn nhé. Đây, ghế ba quý vị xem nè, ngồi ít quá để gặp riết cái nó bị cái này nè. Cái này thì để lát nữa nó ấy lên là nó hồi lại thôi, không sao đâu nha quý chị nhé. Do cái bệ tì này nó gập xuống nè quý chị.
Có gì nào tham khảo dòng này thì alo cho em Quang nhé. Số điện thoại em Quang là 0377652627. Nguyên dàn lốp này con này mới thay luôn quý vị nha. Đây nè. Đi năm bạn mới thay hồi tháng 2 2024. Rồi rồi. Cái đất lốp đây. 4 lớp thay một lần luôn quý vị nha. Đây, tuần thứ 2 2024. À 4 lớp như nhau. Đây. Tuần thứ 2 2024. Xe chất lượng xe em Quang đã kiểm tra kỹ hết rồi. Quý chị mua có thể đem vào hãng chất test thoải mái nha. À, hỗ trợ vay thì vẫn hỗ trợ vay 50% định giá xe ha. Thời hạn vay 4 năm nha quý chị. Con này 2019 vay 4 năm nữa thôi. Dạ, quý chị nào tham khảo dòng này thì alo cho em Quang nhé. Hiện tại thì em Quang về rất là nhiều xe luôn. Dòng nào em Quang cũng có xe hết nha. Dòng 7 chỗ hiện tại giờ em Quang có Ford Everest nè, Pajero Sport nè, rồi Fortuner Legender nè, rồi Sorento, Santa Fe, Carnival. Ở đây em có con Terra. Hiện tại em đang thiếu là Isuzu MX với lại dòng Chevrolet Challenger thôi nhé. Đó là những dòng 7 chỗ em Quang hiện tại đang có nha quý chị. Em quý chị nào tham khảo dòng xe nào thì có alo cho em Quang nha. Số điện thoại em Quang là 0377652627. Xe em Quang, tất cả xe em bán ra đều có cam kết cho quý chị là xe không đâm đụng, không ngập nước. Cam kết bằng văn bản hoàn đàng hoàng nha quý chị nha. Không đâm đụng, không ngập nước. Khung gầm, hộp số, máy móc là nguyên zin. Xe không phạt nguội, hồ sơ pháp lý rõ ràng, sang tên hợp lệ. Nếu mà vướng một trong những vấn đề đó mà em Quang không xử lý cho quý anh chị thì em Quang sẽ hoàn lại 100% số tiền em Quang đã thu với quý anh chị nhé. Cảm ơn tất cả quý anh chị theo dõi hết video. Quý anh chị nào thấy em Quang nhiều xe lướt, chị xe đẹp thì cho em Quang xin một lượt đăng ký kênh, ủng hộ em Quang ra được nhiều clip hay hơn nha. Cảm ơn tất cả quý anh chị theo dõi hết video. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị clip tiếp theo.